Giảm cân là mục tiêu của nhiều người, nhưng để đạt được điều này một cách hiệu quả và an toàn, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp là rất quan trọng. Dưới đây là 5 loại thực phẩm phổ biến ở Việt Nam mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày để hỗ trợ quá trình giảm cân. 1. Khoai lang Khoai lang là một nguồn carbohydrate phức hợp dầu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát lượng calo tiêu thụ. Khoai lang còn chứa nhiều vitamin A, C và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể ăn khoai lang luộc, hấp hoặc nướng để thay thế các loại thực phẩm giàu tinh bột khác như cơm trắng hay bánh mì. 2. Trà xanh. Trà xanh từ lâu đã được biết đến với công dụng hỗ trợ giảm cân nhờ chứa catechins, chất chống oxy hóa giúp tăng cường quá trình đốt cháy mỡ thừa. Ngoài ra, trà xanh còn có khả năng cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. Uống 2 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả. 3. Rau muống Rau muống là một loại rau giàu chất xơ, ít calo và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chất xơ trong rau muống giúp cải thiện tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu, giảm nhu cầu ăn vặt. Rau muống có thể được chế biến bằng cách luộc, xào với tỏi hoặc nấu canh để giữ được dinh dưỡng tối đa. 4. Cá hồi. Cá hồi là nguồn protein và omega-3 phong phú, giúp hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa và duy trì khối lượng cơ bắp. Protein trong cá hồi giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, đồng thời omega 3 giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo hiệu quả. Bạn có thể chế biến cá hồi bằng cách nướng, hấp hoặc áp chảo nhẹ. 5. Hạt chia. Hạt chia là một loại siêu thực phẩm với hàm lượng chất xơ và omega 3 cao, giúp kiểm soát cảm giác đói và giảm lượng calo tiêu thụ. Khi ngâm trong nước, hạt chia nở ra tạo thành một lớp gel, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và duy trì cảm giác no. Bạn có thể thêm hạt chia vào nước uống, sữa chua hoặc sinh tố để tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày. Việc kết hợp các loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe toàn diện. Hãy bắt đầu thay đổi từ những bữa ăn đơn giản và kiên trì để thấy hiệu quả tích cực từ những thực phẩm tự nhiên này. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng